Chào quý vị và các bạn đang theo dõi trạm tin thị trường của Báo Công Thương, số ra ngày 15 tháng 6 năm 2024. Trạm tin thị trường hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý với những nội dung chính sau đây. Chu Thanh Huyền tiếp tục bị tố đạo nhái thương hiệu. TikToker Lan Vát bán hàng hot Hàn Quốc hay hàng lố Việt Nam. Nick Facebook Hải Con Authentic bán hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Nhận diện sản phẩm mũ bảo hiểm Honda thật và giả. Mở đầu trạm tin, mời quý khán giả đến với chuyên mục Chuyện người bán hàng. Chu Thanh Huyền tiếp tục bị tố đạo nhái thương hiệu. Thưa quý vị, đúng như trạm tin thị trường số ra trước đó của Báo Công Thương đã phản ánh, những ồn ào xung quanh câu chuyện bán hàng online của hot girl Chu Thanh Huyền chưa bao giờ có điểm dừng, bởi ngày hôm qua, ngày 14 tháng 6 năm 2024, trên một số trang mạng xã hội tiếp tục đăng tải lại nhiều hình ảnh kèm nội dung cho rằng Chu Thanh Huyền, vợ của cầu thủ Quang Hải, đạo nhái hình ảnh của nhãn hàng khác. Theo đó, các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook đang dần dần chia sẻ hai hình ảnh một nam thanh niên người nước ngoài ngồi ghế quảng cáo hai loại thực phẩm có chữ tiếng nước ngoài. Trong đó có một hình ảnh được cho là ảnh gốc, hình ảnh còn lại có chú thích: Chu Thanh Huyền đạo nhái hình ảnh Nano 365, hình ảnh thông tin doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Haminbio do Chu Thanh Huyền làm đại diện pháp luật. Dù đây là thông tin chưa xác thực, cũng chưa có bằng chứng nào chứng minh Chu Thanh Huyền đã đạo nhái hình ảnh để quảng cáo các sản phẩm do cô và công ty phân phối, song nội dung này đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Rất nhiều tài khoản Facebook đã để lại những bình luận hằn học có góc nhìn quy chụp về sự việc. Liên hệ qua điện thoại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Haminbio đăng ký, đầu dây kia xác nhận đây là số điện thoại của công ty do Chu Thanh Huyền làm đại diện theo pháp luật. Đại diện này cho biết đã trả lời một số cơ quan báo chí về thông tin này. Hiện tại, công ty đã liên hệ trực tiếp với đơn vị phản ánh nội dung này, xem họ tìm được hình ảnh đó ở đâu. Phía đại diện cũng cho biết công ty đã cho kiểm tra, rà soát lại tất cả nội dung trên fanpage của bên công ty, kiểm tra tất cả những phương tiện truyền thông công ty đã làm việc. Hiện chưa phát hiện hình ảnh này, mọi người có thể kiểm tra ngay. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Haminbio chưa cam kết 100% đơn vị có đạo nhái hình ảnh như mạng xã hội đang đăng tải hay không, bởi nội dung này cần rà soát lại. Song công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Haminbio khẳng định Chu Thanh Huyền chưa bao giờ chỉ đạo bất cứ ai lấy hình ảnh của một nhãn hàng khác hay hình ảnh của một diễn viên thương hiệu khác để bán sản phẩm của bên Huyền. TikToker Lan Vát bán hàng hot Hàn Quốc hay hàng lố Việt Nam. Lan Vát, cái tên quen thuộc với những ai thường xuyên lạc lối vào các buổi livestream triệu đô của giới hot TikToker, từ Quyền Leo, Phạm Thoại, Hương Giang, cô nàng đều góp mặt với vai trò một nữ hoàng bán hàng, giới thiệu đủ loại sản phẩm made in Korea. Tuy nhiên, đằng sau những lời hoa mỹ, những lời khẳng định chắc nịch về hiệu quả sản phẩm, liệu Lan Vát có đang lừa dối người tiêu dùng? Trong một clip bán hàng khi quảng cáo sản phẩm phim ngậm trắng da, Lan Vát không ngần ngại tung hô Bộ Y tế Hàn Quốc công nhận sáng chế mới nhất, nhập khẩu chính ngạch. Thế nhưng, khi giới thiệu collagen, nữ TikToker này lại lúng túng. Lúc thì khẳng định collagen Hàn Quốc hàm lượng cao, lúc lại khẳng định collagen Italia. Thứ nhất ạ, cam kết hàng chuẩn chính hãng ạ, nhập khẩu chính ngạch ạ, dòng collagen đến từ Hàn Quốc và đây là dòng hàm lượng cao. Nên khi các chị em nhà mình nhận cái dòng này về uống, cứ an tâm cho em ạ, chuẩn test của Hàn luôn và collagen sẽ là collagen đến từ Italia. Sự lạc lối trong lời giới thiệu sản phẩm này khiến người xem không khỏi nghi ngờ về nguồn gốc và chất lượng những sản phẩm mà Lan Vát đang tung hô chào bán. Thực tế, nhiều người dùng đã lên tiếng phản ánh về hiệu quả của sản phẩm. Vô thưởng vô phạt, collagen như nước lã, không thấy tác dụng như quảng cáo là những lời nhận xét phổ biến. Sự thật về những sản phẩm được Lan Vát tâng bốc là gì? Liệu có thực sự là hàng hot Hàn Quốc hay chỉ là hàng lố được hô biến để đánh vào tâm lý ham rẻ, ưa chuộng hàng ngoại của người tiêu dùng? Câu hỏi này cần được làm rõ để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và tạo lập một thị trường tiêu dùng minh bạch, lành mạnh. Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ đến với chuyên mục nhận diện thật và giả của trạm tin thị trường. Nhận diện sản phẩm mũ bảo hiểm Honda thật và giả. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, việc sử dụng mũ bảo hiểm chính hãng khi tham gia giao thông sẽ làm giảm nguy cơ tử vong lên đến 70%. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Cùng trạm tin thị trường ngày hôm nay điểm qua các đặc điểm nhận diện mũ bảo hiểm chính hãng. Những chiếc mũ giả được sản xuất tương tự như những sản phẩm hàng thật khiến người dùng khó phân biệt. Việc sử dụng mũ giả sẽ tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng cho người dùng. Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, mũ bảo hiểm giả sẽ không thể bảo vệ đầu khỏi những chấn thương, thậm chí nó còn làm tăng nguy cơ chấn thương nhiều hơn. Dưới đây là 4 đặc điểm giúp người tiêu dùng phân biệt, nhận diện sản phẩm mũ bảo hiểm Honda chính hãng và hàng giả. Thứ nhất, logo nhãn hàng. Logo Honda được in phía trước, phía sau của từng chiếc mũ. Phía sau mũ, bên cạnh dòng chữ Honda, sẽ đi kèm biểu tượng hình cánh chim đã được đăng ký bảo hộ và có dấu hợp quy. Thứ hai, mũ bảo hiểm chính hãng được in thông tin sản phẩm, thông tin nhà sản xuất bên trong mũ. Hàng giả không có thông tin, nếu có đó là thông tin giả.
Thứ ba, chất lượng mũ. Mũ bảo hiểm chính hãng chịu được tác động mạnh khi có va chạm, giảm nguy cơ tử vong lên đến 70%. Mũ bảo hiểm giả không chịu được lực mạnh khi tác động, dễ bong, vỡ, thậm chí gây nguy hại cho người dùng. Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ đến với chuyên mục Góc khuất thị trường. Nick Facebook Hải Con Authentic bán hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Qua theo dõi, trang Facebook có tên Hải Con Authentic có hơn 90.000 lượt theo dõi, thường xuyên bán hàng các thương hiệu nổi tiếng, có dấu hiệu kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Cụ thể, trang Facebook này thường xuyên bán các sản phẩm là quần áo, giày dép in tên các thương hiệu nổi tiếng như Lacoste, Adidas, Nike, quảng cáo hàng hiệu nhưng lại bán giá vài chục ngàn đồng trên một sản phẩm. Trong một video clip gần đây nhất, Hải Con Authentic thông báo xả, thanh lý toàn bộ hàng hóa, bán bộ 5 sản phẩm quần xịt nam thương hiệu Lacoste với giá 179.000 đồng. Chuyên mục tiếp theo của Trạm tin thị trường với tên gọi Hồ sơ quản lý thị trường, kính mời quý vị cùng theo dõi. Một bạn đọc gửi đến chuyên mục Trạm tin thị trường với câu hỏi: nếu trong quá trình kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường không phát hiện vi phạm, có cần lập biên bản hay không? Về vấn đề này, theo tìm hiểu của báo Công Thương, việc lập biên bản kiểm tra được quy định tại khoản 2, điều 18, thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường. Theo đó, việc lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính tại nơi kiểm tra thực hiện như sau. A. Trường hợp kết quả các nội dung kiểm tra đều chấp hành đúng pháp luật thì đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra ghi nhận kết quả kiểm tra. B. Trường hợp kết quả các nội dung kiểm tra đều phát hiện vi phạm hành chính hoặc có nội dung kiểm tra chấp hành đúng pháp luật, có nội dung kiểm tra phát hiện vi phạm hành chính và không thuộc trường hợp quy định tại điểm C khoản này thì đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra ghi nhận kết quả kiểm tra. Lập biên bản vi phạm hành chính hoặc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không lập biên bản nếu thuộc trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức đối với vi phạm hành chính đã phát hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 13 của thông tư này. C. Trường hợp kết quả kiểm tra có nội dung kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm hành chính cần phải thẩm tra, xác minh, làm rõ để kết luận thì đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra ghi nhận kết quả kiểm tra, đồng thời đề xuất người ban hành quyết định kiểm tra tổ chức thu thập, thẩm tra, xác minh để bổ sung tài liệu chứng cứ theo quy định tại điều 35 của thông tư này, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Phần tiếp theo của chúng ta sẽ đến với chuyên mục Quản lý thị trường 24 giờ. Đà Nẵng thu giữ trên 1.800 đôi giày dép giả nhãn hiệu Crocs, Nike. Mới đây, đội quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh LPH, địa chỉ tại 265 Nguyễn Công Hoan và địa điểm kinh doanh tại số 111/22 đường Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thuộc hộ kinh doanh LPH. Qua kiểm tra địa điểm 265 Nguyễn Công Hoan, đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh đang bán dép có gắn nhãn hiệu Nike, giày có gắn thương hiệu Crocs, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Nike, Crocs đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tương tự, tại địa điểm kinh doanh địa chỉ 111/22 Nguyễn Công Hoan, đoàn kiểm tra ghi nhận hộ kinh doanh LPH hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường. Đồng thời, tại địa điểm kinh doanh này, đoàn kiểm tra phát hiện đơn vị đang bày bán hàng hóa là dép có gắn nhãn hiệu Nike, giày có gắn nhãn hiệu Crocs, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Nike, Crocs, đang được bảo hộ tại Việt Nam. Như vậy, tại hai địa điểm, đoàn kiểm tra đã phát hiện tạm giữ hơn 1.800 đôi giày dép các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike và Crocs. Đội quản lý thị trường số 6 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số lượng hàng hóa tại hai cơ sở kinh doanh nêu trên và phối hợp với các chủ thể quyền để xác nhận hàng thật, hàng giả để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Những ngày vừa qua, Cục Quản lý Thị trường các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, Tây Ninh liên tục kiểm tra và phát hiện tổng gần 80.000 quyển sách giả tại các cơ sở kinh doanh. Cụ thể, sáng 12 tháng 6 năm 2024, Đội Quản lý Thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhà sách Kiều Trâm, địa chỉ tại số 76 đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh. Qua kiểm tra, phát hiện nhà sách Kiều Trâm trên đang buôn bán các loại sách giáo khoa nhiều khối lớp học khác nhau có dấu hiệu giả mạo với số lượng 5.500 quyển, tổng trị giá hàng hóa hơn 117 triệu đồng. Trước đó, ngày 4 tháng 6 năm 2024, Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với lực lượng công an địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn BH, địa chỉ phường 3, thành phố Sóc Trăng.
qua kiểm tra, đơn vị này đã phát hiện và tạm giữ tổng số hơn 40.000 quyển sách các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trước đó nữa, ngày 22 tháng 5 năm 2024, Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành kiểm tra đột xuất doanh nghiệp tư nhân TT, địa chỉ tại tổ 11, khu phố Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch do ông NTT làm chủ doanh nghiệp. Tại đây phát hiện 34.000 quyển sách các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, tổng giá trị theo giá bán niêm yết hơn 600 triệu đồng. Và phần cuối cùng trong trạm tin thị trường của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là chuyên mục sản phẩm hôm nay. Sạc pin dự phòng rờm, quả bom nổ chậm chuốc họa vào thân. Ghi nhận của phóng viên báo Công Thương, sản phẩm bán chạy trên sàn thương mại điện tử hôm nay là sạc dự phòng loại 30.000 mAh, sạc nhanh, có giá 166.320 đồng trên một sản phẩm, trợ giá 67%. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, điện thoại di động là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng liên tục sẽ khiến pin điện thoại nhanh hết, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Nắm bắt được điều đó, nhiều nhà sản xuất điện tử đã cho ra đời sạc pin dự phòng, có thể mang kèm người rất tiện lợi. Bản chất của sạc pin dự phòng là tập hợp của các viên pin sạc. Pin sạc dễ gây cháy nổ nếu nhà sản xuất sử dụng vật liệu, linh kiện kém chất lượng. Thông thường, các nhà sản xuất danh tiếng sử dụng pin lithium ion và lithium polymer cao cấp. Tuy nhiên, để cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận, có hãng dùng pin lithium ion rẻ tiền. Chính điều này làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, pin sạc không rõ xuất xứ, kém chất lượng rất nhanh hỏng, nhanh chai, khả năng tích điện kém. Bất chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ thiệt hại về tài sản, tính mạng, nhiều tiểu thương vẫn sẵn sàng tung ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng với giá thành siêu rẻ. Chỉ bằng 1/3 của sản phẩm sạc dự phòng xịn chính hãng, có giấy tờ, tem mác kiểm định nhằm đánh vào tâm lý, túi tiền của người dùng, đặc biệt là học sinh sinh viên để trục lợi cá nhân, bởi đây là sản phẩm đem lại lợi nhuận vô cùng lớn. Do đó, người tiêu dùng cần tỉnh táo, cẩn trọng khi chọn mua sản phẩm này, nên đến những cửa hàng chất lượng có tên tuổi như Viettel, FPT, hoặc nếu mua trên sàn thương mại điện tử thì cần tìm đúng gian hàng chính hãng mà thương hiệu uy tín đó đã đăng ký với nền tảng để mua, tránh ham rẻ để nhận về hậu quả khó lường, chuốc họa vào thân. Thưa quý vị, trạm tin thị trường số ra ngày 15 tháng 6 năm 2024 của báo Công Thương xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những trạm tin thị trường tiếp theo.